Hello, xin chào toàn thể các chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Sun Vlog nha. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể các chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nhân Dân Vlog nha. Cái nhà thì hiện tại thì hai anh em chuẩn bị quay lại căn nhà hoang nơi con cái mang thai. Thì hôm nay đi thì có mua một ít trái cây với lại của trái cây thôi à. Thì hôm nay coi như là trời không có mưa cả nhà. Thì hai anh em mình cứ vào trong đó và sẽ quay cái khung cảnh trong đó cho cả nhà mình xem, để xem hôm nay mình có quay có thấy là cô gái xuất hiện không cả nhà. Thì sẽ quay từ bên ngoài vào, không tại vì hôm trước mình đi là do bị mưa nên hai anh em ở trong nhà luôn, không quay hướng ngoài cho người xem được. Thì ok, thì chắc có lẽ không có gì dòng nữa, thì hai anh em đi vô luôn. Thì giờ xin mời cả nhà cùng theo hai anh em mình vào trong đó cả nhà. Vậy thôi, đi cả nhà, đi cả nhà. Sẵn luôn chứ. Không thấy nữa ta. Hôm nào không thấy mình ha. Thấy không? Không thấy. Đi vô đi. Không thấy. Anh thấy không? Không. Không biết cái hương linh này còn ở đây không hay là đã đi không biết. Ừ. Nghe anh Huy ơi. Có hình anh ngồi nói gì kìa. Kìa kìa anh thấy kìa. Thấy cái giò không? Mình đi xếp ra luôn. Đi vô rồi. Ừ, hết hồn. Bỏ nó ngồi đó đây. Đi xếp chưa, xếp chưa. Bây giờ mình đi ra gần gần nha. Đi gần không à? À. Chạm thử ha. Bây giờ mình nếu hương linh đã hiện ra rồi thì cho chúng tôi xin phép được chạm vào người hương linh được không? Em giờ đi, em thấy giống giờ đây. Ở đâu rồi? Cũng mới ngồi đây mà. Đi, 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 đứng ngoài cửa sổ rồi. Đứng ngoài cửa sổ rồi ngay. Má ngay ngoài đây đập, nhảy nhảy bính cái đó. Bây giờ anh đi đi ra gần thôi. Có chạm được không?
làm hết hộp. Đóng tiêu rồi. Thử chạm vào chạm được. Kinh khủng khiếp quá. Tây hương linh này họ thì cái hương linh này là cái hương linh hiền, nhưng mà một cái là biết sao không cho phép mình chạm vào. Không phải cái hương linh này thì là chưa có đi được, tại vì cô này cũng chưa có sanh được. Ừ. Thì cái nhà này thì chắc có lẽ là do cô cái gái này còn mang thai á, nên chưa có thể đi siêu thoát được á. Thì lúc trước mình có trồng một cây chuối cho cái cô gái, sau này cái chuối nó trổ bông thì cô gái sinh đẻ và thể đều thai được. Nhưng mà thời gian gần đây mình quay ở đây thì cái chuối bị không biết là do ai nhổ hoặc thế nào không biết mà cái chuối tự nhiên mất tiêu. Thì cái này chắc bị người ta nhổ mà. Mình thì không biết lý do, mà cái nhà quan này thì ai đâu mà vô đây chi chặt. Thì bây giờ theo như nãy giờ mình vô mình thấy á, thì hương linh vẫn còn ở trong cái căn nhà này nè. Ừ. Tuy đã là hai anh em mình đã đào có lá bùa với cái hình nhân lên đốt rồi, rồi có thể là giải phong ấn này cho cái cô gái này rồi, nhưng mà con cái là vẫn không đi được. Không phải là không đi được, nhưng mà con cái tại vì ở trong cái nhà quan này được, cứ như là trú ngụ được, kiểu giúp cho cô ấy không có còn xiềng xích nữa, hiểu không? À, là đi có thể đi tới đi lui được, chứ không phải là bị giam giữ cái nơi này. Thì hôm nay thì chắc có lẽ một chút xíu anh em mình sẽ đặt máy mà họ không biết đặt góc nào để cho thích hợp này. Thì lúc đầu mình cũng nghĩ là sẽ dùng nghi thức sức hồn ra để nói chuyện với cái hồn linh, nhưng mà mình biết là mình làm như vậy nó có ổn hay không nữa, cũng khá là phân vân. Thì thôi bây giờ mình tạm dừng đi, để mình anh em mình tìm cách rồi đặt camera rồi tính sau nha. Thì rồi cả nhà ơi, bây giờ mình anh em sẽ đến đó chứng kiến nha. Thì hôm nay chỉ có nhang lọc và trái cây thôi. Tại do hôm nay là tại hôm trước á anh Nguyên anh sức hồn rồi nên hôm nay không có làm được nữa, sức khỏe không có đủ mọi người. Thì có lẽ tập sau mình sẽ dùng nghi thức đó để giao tiếp với cái hương linh cô gái này nha. Thì cả nhà, thì hôm nay mình có chuẩn bị ít trái cây cả nhà, và để có cái lòng cúng cho vong linh của cái cô gái này nè, để cô được về con hưởng nha. Tiếng gì vậy trời? Ok, bây giờ mình sẽ để cam đây. Để lòng để mít đây. Để mít đây, mình sẽ đi ra ngoài nha.
Cái ai thì nãy giờ đặt cái cũng nói chung là cũng được lâu, thì không biết là cái cô gái này có xuất hiện hay không nữa. Thì anh em mình nãy giờ ngồi ngoài kia thì cũng không biết cái trong này cô gái có xuất hiện không cả nhà. Thì nếu mà có xuất hiện thì cả nhà mình hãy comment cho mình biết nha. Thì bây giờ chắc lẽ thì anh em sẽ tạm dừng clip, tại cũng đã khuya rồi lắm cả nhà. Ok cả nhà, coi như là đến giờ phút này thì hai anh em mình sẽ kết thúc clip nha cả nhà. Thì nếu cô chú anh chị nào đó thích hai anh em mình thì xin hãy cho hai anh em mình một lượt xem, một lượt chia sẻ với lại một like cả nhà. Rồi thì mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nha. Bye mọi người. Bye.